Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn cái dự án là Refinancy, nhận ở token Refi nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 20 token Refi, tương đương là ở Airdrop Round 2. Hiện tại nó đang có chương trình Airdrop Round 2 nha các bạn. Thì con token Refi này thì hiện tại đã có thông tin list trên sàn Hotbit. Thì vào ngày 23 tháng 3 thì hôm nay nha các bạn. Thì hôm nay nó sẽ list trên sàn Hotbit vào 4 giờ chiều UTC. Thì 4 giờ chiều khoảng là 10 phút nữa nó sẽ list các bạn. 2 giờ 48 rồi. Thì tổng cung của này là 100 triệu thôi. Và tổng cung lưu hành của nó là 35 triệu thôi nha các bạn. Thì con này nó chạy trên nền tảng là Binance Smart Chain. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình. Trên bot thì các bạn ấn vào nút start để cho với bot. Tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên thì nó yêu cầu chúng ta là follow Twitter, like và retweet lại Binance cộng tag 3 người bạn. Sau đó điền lại link bài viết mà bạn đã chia sẻ thì các bạn ấn vào đường link Twitter này nhé. Thì ở cái bài viết này nè, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn ấn chọn vào phần trích dẫn tweet, vote tweet đó các bạn. Tweet lại bằng bình luận ấy. Sau đó các bạn tag thêm 3 người bạn vào đây giúp mình. 1 này. 2 này. 3 này. Ok, sau đó các bạn ấn nút tweet, chúng ta đăng lại bài viết này. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta follow trang Twitter của nó. Thì để follow thì các bạn nhấn vào cái avatar của cái dự án này, Refi này, hoặc là các bạn nhấn vào cái dòng là Refi Financial Network này, các bạn nhấn vào. Ok. Sau đó các bạn tiến hành ấn vào nút theo dõi nhé. Follow trang Twitter của dự án nhé. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn chọn tiếp là các tweet và đã trả lời. Tiếp theo đó thì các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ kèm tag 3 người bạn này nhé. Thì để copy được link bài viết, các bạn chọn vào dấu mũi tên lên ở dưới bài viết này. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết đến tweet. Tiếp theo đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta là follow kênh mạng xã hội Telegram, sau đó điền lại username. Thì chúng ta các bạn ấn vào đường link Telegram đầu tiên nhé. Chúng ta tiến hành join vào group của dự án. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, chúng ta tiếp tục join vào kênh channel, các bạn ấn vào channel group chứ. Chúng ta join hai kênh Telegram. Ok. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Thì nó yêu cầu chúng ta là submit your Telegram username. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây, các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta like và follow Facebook, sau đó điền lại link profile Facebook. Thì các bạn ấn vào đường link Facebook của dự án nhé. Đây mình tới mình đăng nhập các bạn ạ. Đợi mình tí nha các bạn. Tại mình cài bảo mật 2FA trên Facebook cho nên mình mỗi lần đăng nhập trên trình duyệt phải đấy. Ok, thì trên Facebook, trên fanpage Facebook của dự án Refinancy này các bạn tiến hành thích và theo dõi. Ok, sau đó thì ở bot thì nó yêu cầu chúng ta là like and follow. Điền lại Berlin profile Facebook. Ok, thì sau khi các bạn like và theo dõi xong thì các bạn kéo xuống đây. Chúng ta tiến hành like bài viết cho nó nhé. Các bạn tiến hành like này. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn nhé. Thì bên trong trang cá nhân Facebook của các bạn chọn vào dấu 3 chấm. Sau đó các bạn kéo xuống đây, các bạn chọn tiếp vào sao chép liên kết vào trang cá nhân. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Facebook của các bạn nhé. Chúng ta sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ quý Binance Smart Chain BEP20. Địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là quý MetaMask hoặc là quý Sailway nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain giúp mình.
chúng ta sao chép lại địa chỉ ví Binance Smart Chain, sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì nó sẽ phân phối cho chúng ta vào Android 2 WN Max Status. Như vậy là nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 nha các bạn. Thì còn hôm nay là hôm mấy rồi, còn khoảng là mấy ngày nữa thôi các bạn. Hôm nay là ngày 23 rồi, còn khoảng là 8 ngày nữa nha các bạn. 8 ngày nữa nó sẽ kết thúc. Ok, thì để lấy link red á, thì các bạn sau khi hoàn thành xong thì các bạn có thể ấn vào phần balance này nè để check số dư nhé. Sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 20 token này. Để lấy link red thì các bạn ấn vào phần red follow link này, nó sẽ hiện lên link red cho các bạn thôi nhé. Đây là link red của các bạn copy lại link red đi tới thời bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt red for các bạn sẽ nhận được thêm là 5 token nhé. Như là qua mỗi lượt red for các bạn sẽ nhận được thêm là 5 hay 10 token gì đó các bạn. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 20 token refi từ dự án refinancy đã list hot bits. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.